Nga có thể chi 700 triệu đô la Mỹ tập kích loạt thành phố Ukraine. Tạp chí Forbes Ukraine ước tính, Nga có thể đã chi 400 đến 700 triệu đô la Mỹ cho cuộc tập kích nhằm vào các thành phố Ukraine hôm 10 tháng 10. Forbes Ukraine hôm nay đưa tin, Nga đã phóng 84 tên lửa hành trình và triển khai 24 máy bay không người lái, thực hiện loạt cuộc tập kích vào các thành phố Ukraine hôm 10 tháng 10. Theo dữ liệu tạp chí thu thập, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa KH-101, 13 triệu đô la Mỹ một quả, tên lửa Kalik 6,5 triệu đô la Mỹ một quả, tên lửa Iskander, 3 triệu đô la Mỹ một quả, tên lửa Onyx, 1,25 triệu đô la Mỹ một quả, tên lửa Kh-22, 1 triệu đô la Mỹ một quả và tên lửa Toka-U, 300.000 đô la Mỹ một quả. Loạt máy bay không người lái Nga sử dụng trong cuộc tập kích hôm 10 tháng 10 cũng có giá trị hàng triệu USD. Forbes Ukraine ước tính Nga chi 400 đến 700 triệu đô la Mỹ cho loạt cuộc tập kích này. Nga chưa phản hồi về thông tin vụ tập kích nhằm vào Kiev và khoảng 10 thành phố trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 19 người chết và 105 người bị thương. Đây là đòn tấn công dữ dội nhất nhằm vào Kiev sau nhiều tháng yên tĩnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó xác nhận quân đội nước này đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine bằng tên lửa dẫn đường tầm xa. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng, cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine là một phần trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ukraine lên án Nga là quốc gia khủng bố trong cuộc họp tại Liên Hợp Quốc trong khi các quốc gia và tổ chức phương Tây chỉ trích cuộc tập kích là hành động không thể chấp nhận. Trước đó hồi tháng 6, Nga cũng thực hiện cuộc tấn công lớn nhằm vào nhiều thành phố Ukraine. Theo số liệu từ Forbes Ukraine, trong ngày 25 ngày 26 tháng 6, Nga phóng khoảng 60-80 tên lửa tầm xa, với tổng chi phí khoảng 150 đến 220 triệu đô la Mỹ. Trong đó số tên lửa chỉ nhắm vào Kia chiếm khoảng 50-60 triệu đô la Mỹ. Forbes Ukraine ước tính hai tháng đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine nhà đã bắn hơn 1.300 tên lửa, tốn khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ.